Sông núi nước Nam vua Nam ở, giành giạch định phận tại sách trời. Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Kính thưa quý vị và các bạn, trong suốt quá trình lịch sử, dân tộc Việt Nam ta luôn phải chiến đấu chống lại thế lực xâm lược. Trong các cuộc chiến đó, chúng ta luôn phải chiến đấu trong thế yếu, kẻ thù luôn luôn mạnh hơn, đông hơn và hung hãn hơn. Nhưng lòng yêu nước kiên cường và chấp nhận hy sinh, nên dù kẻ thù có mạnh như thế nào, Tây hay Tàu, vũ khí hiện đại ra sao, thì dân tộc ta vẫn chiến thắng. Chiến thắng ta luôn luôn vĩ đại, vì ta yếu, còn kẻ thù mạnh hơn ta rất nhiều. Và chiến thắng này là chiến thắng tất yếu, vì ta luôn có chính nghĩa. Có nhiều người nói rằng Trung Quốc sợ Việt Nam, thì có đúng như vậy hay không, hay đó là hữu dũng vô mưu? Đối với ngoại giao bất cứ quốc gia nào, chủ trương của chúng ta là hòa bình, hợp tác cùng nhau phát triển. Tuy nhiên, phải trên cơ sở tôn trọng, độc lập chủ quyền của nhau, không có việc ai sợ ai cả. Lịch sử đã chứng minh, với ý chí của người Việt Nam từ ngàn năm trước đã kiên cường chống giặc ngoại xâm, và ta chưa bao giờ thua cả. Tuy nước ta nhỏ bé, nhưng sức mạnh chính nghĩa luôn luôn thắng hung tàn và cường bạo. Đối với Trung Quốc, về kinh tế, quân số, quy mô quân đội, vũ khí, tiềm lực quân sự, Trung Quốc đều qua mặt Việt Nam. Dưới âm mưu bành trướng bá chủ toàn cầu, thì Trung Quốc luôn luôn có những âm mưu thâu tóm nước yếu. Tuy nhiên, Trung Quốc không dám làm điều đó với Việt Nam, mà chỉ là trò kích gan xem động thái của chúng ta mà thôi. Vậy vì sao Trung Quốc không dám làm điều đó? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu những lý do sau đây khiến Trung Quốc sợ Việt Nam. Về sức mạnh lịch sử, Việt Nam là đất nước nhỏ bé, tuy nhiên đã đánh tan bao kẻ hùng mạnh. 1.000 năm giặc Tàu đô hộ, nhưng nhân dân ta không hề khuất phục mà đánh bại, vẫn giữ gìn được bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc của mình. Quay lại lịch sử, nhà Nguyên, người khổng lồ từng chinh phục khắp châu Âu và châu Á, phải 3 lần chịu thất bại ở An Nam, rồi đến trận chiến lẫy lừng thắng quân Mông Cổ của triều nhà Trần. Đó cũng là một thất bại cay đắng nhất của quân Mông Cổ trong suốt lịch sử chinh chiến địa cầu của mình. Bên cạnh vô số cuộc xâm lấn quy mô nhỏ hoặc trung bình, đã có 14 lần các triều đại phương Bắc xua đại quân xâm lược toàn diện đất nước Việt Nam. Chính vì vậy, người Việt Nam luôn có một tâm lý đề phòng anh bạn láng giềng. Người Việt thường có câu nói như thế này: Việt Nam cách thiên đường quá xa, nhưng Trung Quốc quá gần. Có nghĩa là Trung Quốc luôn là đại họa trong mắt nhân dân ta. Đến thời kỳ cận đại, Điện Biên Phủ trở thành mồ chôn giặc Pháp, người Việt cho đế quốc Mỹ nếm mùi thất bại là như thế nào? Và trong ký ức lịch sử hơn 200 năm qua của Hoa Kỳ, không có một cuộc chiến tranh nào có thể chạm đến sự dữ dội, lâu dài và sâu sắc như chiến tranh Việt Nam. Đất nước từ xa xôi, nghèo nàn và xa lạ này đã chôn vùi hơn 58.000 binh lính Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, xé nát xã hội Mỹ, làm lung lay niềm tin của đế quốc này. Cuối cùng, Mỹ phải cúi đầu trước sự kiên cường của dân tộc Việt Nam. Trong thế kỷ 20, giữa Việt Nam và Trung Quốc thì 5 lần họ bán đứng trên lưng chúng ta, đã đẩy đất nước ta vào những cuộc chiến mất mát hy sinh rất lớn, nhưng dân tộc Việt Nam ta vẫn chiến thắng toàn vẹn lãnh thổ. Lần thứ nhất, tại hội nghị Geneva năm 1954, người Trung Quốc thường hay nhắc đến ơn nghĩa của họ đối với Việt Nam, thiết nghĩ rằng chúng ta sẵn sàng ghi nhận các đóng góp trong lịch sử. Trung Quốc quả là một đồng minh quan trọng của Việt Nam, nhất là trong cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất. Nhưng mà nói cho sòng phẳng, Trung Quốc cũng khai thác Việt Nam như một không gian, một điều kiện trong quá trình trỗi dậy của mình. Nhìn vào lịch sử, sau khi thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1949, bên cạnh vấn đề Triều Tiên, thì Đông Dương và đặc biệt là Việt Nam là cơ hội để Trung Quốc bước vào võ đài thế giới. Nếu trên bán đảo Triều Tiên là một sự không ai thắng ai thua, thì rõ ràng là Việt Nam với trận Điện Biên Phủ và tác động của trận Điện Biên Phủ đã giúp Trung Quốc trở thành đồng minh của bên thắng trận, và điều đó cũng tạo ra cho Trung Quốc một vị thế để bước vào chính trường thế giới. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rõ, trong bối cảnh chung của thế giới sau đại chiến thứ hai, thì lợi ích của các nước xã hội chủ nghĩa nói chung, và đặc biệt
là của Trung Quốc ở phương Đông là muốn tạo ra được những vị trí tiền tiêu. Ở đó không chỉ có sự đối đầu mà đằng sau đó là một sự mặc cả giữa Đông và Tây. Dã tâm của Trung Quốc là dùng Việt Nam làm lá chắn và bàn đạp. Cho nên người ta sớm thấy rõ ý đồ của Trung Quốc sau Triều Tiên là đến Việt Nam cũng rơi vào hình thái tương tự. Tức là chia cắt đất nước Việt Nam hay Triều Tiên ra làm đôi để mà tạo ra được vùng đệm hay phên dậu để che chắn cho Trung Quốc. Đồng thời là cái nơi để Trung Quốc có thể tạo ra những tiền đề họ có thể tiếp cận được với các nước lớn, cụ thể là trong vùng phương Đông hay là Hoa Kỳ. Cho nên Trung Quốc đã có những động thái tưởng như nhỏ, nhưng sau này phân tích ra thì thấy rõ dụng tâm của Trung Quốc như sau. Thái độ của Trung Quốc đối với thành phần trong Hiệp định Geneva, người ta thấy rất rõ cái việc Trung Quốc thỏa mãn với kết cục là sau Hiệp định Geneva, nước Việt Nam phải chia đôi, giống như Bắc và Nam Triều Tiên, để sau đó Việt Nam luôn luôn bị rơi vào tình trạng một nước phải đại diện cho một cực của sự đối đầu của thế giới lúc đó. Chính vì vậy, Trung Quốc đã có sự mặc cả với Mỹ, Pháp, chứ đúng ra, ranh giới hai miền không phải vĩ tuyến 17, mà có thể là 13, nếu không thì là 15. Nhưng để lấy lòng Mỹ và phương Tây, Trung Quốc đã nhân nhượng Mỹ và Pháp kéo lên vĩ tuyến 17. Sau này, chính Pháp đã nói với Việt Nam ta điều ấy. Nếu nghiên cứu kỹ về lịch sử Việt Nam, đặc biệt là cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ hai, thì như một số đánh giá hay tiên đoán của các nhà báo vào thời đó, thì ở chiến trường Việt Nam, Trung Quốc đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng. Nhưng trong khi diễn ra chiến trường Đông Dương hay Việt Nam, Trung Quốc luôn luôn đứng ở vị trí dùng sức ép của Việt Nam để đạt được mục đích của mình. Mà mục đích quan trọng nhất đối với Trung Quốc là bắt tay với Mỹ. Lần thứ hai đó là khi Việt Nam gần thắng Mỹ năm 1972, Kissinger đã ký tắt với ông Lê Đức Thọ, hai bên báo cáo cấp cao để chuẩn bị ký Hiệp định Paris. Nhưng sau đó Mao Trạch Đông mời Tổng thống Mỹ Nixon sang ký thông cáo chung ở Thượng Hải. Ngày 1 tháng 3 năm 1972, Kissinger về Tokyo họp báo nói một câu nổi tiếng như thế này: "Bây giờ, chúng tôi chỉ còn nhìn về mặt tư khoa, tức là nhìn về Liên Xô thời đó để nghiền nát Hà Nội." Sau khi ký xong, những việc tày trời trước đây của Tổng thống Mỹ khác không làm được thì Nixon làm được. Đó là phong tỏa cảng Hải Phòng, con đường biển duy nhất Việt Nam ra thế giới. Mỹ cho máy bay đánh sát biên giới Trung Quốc. Rồi sau đó là 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không, thiệt hại về người và tài sản trong cuộc không chiến của Mỹ ở miền Bắc từ ngày 1 tháng 3 năm 1972 đến khi ký Hiệp định Paris bằng cả 6 năm trước cộng lại. Ở miền Nam ta cũng phải đổ xương máu nữa, nên thông cáo Thượng Hải thực chất đã được viết bằng máu của người Việt Nam. Lần thứ 3, họ đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974, không có sự đồng ý của Mỹ thì Trung Quốc không bao giờ dám đánh. Trung Quốc luôn coi Biển Đông, đặc biệt là các quần đảo của Việt Nam, là bàn đạp quan trọng để thực hiện chiến lược bành trướng xuống Đông Nam Á. Vì vậy, giới cầm quyền Trung Quốc từ Trung Hoa Dân Quốc cho đến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã không ngừng đẩy mạnh thực hiện âm mưu độc chiếm Biển Đông. Lợi dụng tình hình rối ren khi Nhật đầu hàng đồng minh và việc giải giáp quân Nhật theo Hiệp định Potsdam năm 1945, Trung Hoa Dân Quốc đã đem quân đánh chiếm giữ đảo Phú Lâm của quần đảo Hoàng Sa và đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa vào năm 1946. Lần thứ tư, chính Trung Quốc là kẻ chủ mưu gây nên vụ thảm sát hơn 2 triệu người Campuchia. Trung Quốc cung cấp từ A đến Z lương thực, thực phẩm, vũ khí, đạn dược, thuốc men cho Khmer Đỏ. Chiến tranh biên giới Tây Nam năm 1976 đến năm 1978 là Trung Quốc mượn Khmer Đỏ để đánh Việt Nam. Sau đấy, khi ta giải phóng Campuchia, Trung Quốc là kẻ lu loa trên thế giới rằng Việt Nam có âm mưu lập liên bang Đông Dương, kẻ gây ra họa diệt chủng lại vu cáo cho những người cứu người Campuchia khỏi nạn diệt chủng và khiến cho dư luận quốc tế phẫn nộ, tạo sức ép cấm vận Việt Nam, khiến kinh tế Việt Nam sau thời kỳ chiến tranh tàn phá chưa kịp vực dậy đã rơi vào cảnh bị cô lập. Lần thứ 5, đó là chiến tranh gần đây nhất, chiến tranh Việt Nam-Trung Quốc biên giới năm 1979. Cuộc chiến này người Trung Quốc gọi là cho Việt Nam bài học vì không nghe và chịu khuất phục trước chúng. Tam giác quan hệ Xô-Trung-Mỹ đã ảnh hưởng đến việc Bắc Kinh quyết định tấn công biên giới phía Bắc Việt Nam. Đầu thập niên năm 1970, lãnh đạo Trung Quốc theo đuổi chiến lược toàn cầu chống Liên Xô dựa trên cơ sở hướng tới hợp tác với Mỹ. Tuy nhiên, thời điểm này Washington không hưởng ứng. Trung Quốc tin rằng lý do là Mỹ đang quan tâm hơn đến chính sách hòa dịu với Liên Xô.
Khi Trung Quốc lập liên minh chống Liên Xô, Việt Nam phản đối. Trung Quốc giảm mạnh viện trợ cho đến năm 1978 thì cắt bỏ hoàn toàn. Một trong những điều kiện để Trung Quốc nối lại viện trợ là Việt Nam phải từ chối tất cả các khoản viện trợ của Liên Xô. Trước việc Việt Nam quan hệ chặt chẽ hơn với Liên Xô, Trung Quốc gọi Việt Nam là tiểu bá, còn Liên Xô là đại bá. Trung Quốc tin rằng Liên Xô và Việt Nam đang phối hợp để đe dọa nước này, nhất là Việt Nam cho Liên Xô sử dụng Cam Ranh. Giới lãnh đạo Bắc Kinh vì nỗ lực của Việt Nam trong việc thiết lập quan hệ đặc biệt với Lào và hợp tác toàn diện với Campuchia. Thậm chí Bắc Kinh cho rằng Liên Xô hậu thuẫn Việt Nam đưa quân vào đánh đuổi Pol Pot giải phóng Campuchia. Vậy nên, dưới góc nhìn của Trung Quốc, Việt Nam là mối đe dọa quân sự nghiêm trọng cần thiết phải phát động cuộc chiến tranh trừng phạt. Trung Quốc nhận thấy điều đó nên hy vọng bình thường hóa quan hệ với Mỹ sẽ cải thiện vị trí chiến lược nước này, tạo điều kiện thuận lợi cải cách kinh tế. Xa hơn, đánh Việt Nam, Trung Quốc sẽ thuyết phục Mỹ rằng hai nước có lợi ích chung và sẵn sàng hợp tác chống Liên Xô. Vì vậy, Trung Quốc lựa chọn thời điểm tấn công Việt Nam ngay sau chuyến công du Mỹ của Đặng Tiểu Bình. Nhưng Trung Quốc vẫn bù loa lên rằng do vấn đề Hoa Kiều nên Trung Quốc mới đem quân sang đánh Việt Nam. Tuy nhiên, đây chỉ là cái cớ để hợp pháp hóa cuộc chiến mà do Trung Quốc gây ra. Nhưng thực chất vấn đề không nằm ở Hoa Kiều. Tháng 4 năm 1978, Việt Nam tiến hành cải cách công thương nghiệp ở miền Nam. Ít nhiều gì cũng liên quan đến người Hoa là thương nhân, nhà sản xuất, tiểu thủ công nghiệp. Đây là công việc đối nội của Việt Nam, nhưng Trung Quốc coi là sự thách thức với chính sách bảo vệ Hoa Kiều ở Bắc Kinh. Phong trào đòi lấy quốc tịch Trung Quốc trong người Hoa ở Việt Nam nổi lên. Trung Quốc loan tin trong cộng đồng người Việt gốc Hoa về cuộc chiến tranh không thể tránh khỏi giữa hai nước, khiến cộng đồng người Hoa hốt hoảng. Năm 1978, người Hoa ở Việt Nam ồ ạt kéo về Trung Quốc. Đến tháng 2 năm 1979, đã có khoảng 160.000 người Hoa Kiều hồi hương từ Việt Nam bằng đường biển, đường bộ qua cửa khẩu Hữu Nghị. Trung Quốc lập các trạm đón tiếp dọc biên giới và đưa tàu sang đón người Hoa về. Ngày 12 tháng 7 năm 1978, Trung Quốc đóng cửa biên giới với Việt Nam, làm cho hàng vạn người Hoa muốn về Trung Quốc bị kẹt tại biên giới. Đặng Tiểu Bình lấy cớ cho rằng Hà Nội vong ơn bội nghĩa, tạo thêm sức ép cho quyết định tấn công Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta đã đánh bại, Trung Quốc bị thiệt hại nặng nề và họ không dám nói lên sự thật mà quay về lừa dối dân mình bằng cách tuyên truyền Việt Nam gây chiến trước. Và lý do thứ hai khiến Trung Quốc sợ ta là sức mạnh thế giới. Trước những gì Trung Quốc đã làm đối với Việt Nam và những chiêu trò âm mưu của Trung Quốc đối với quan hệ các quốc gia khác, thì hầu như thế giới đã rõ bộ mặt thật của Trung Quốc, nên chỉ cần một tiếng súng chĩa vào Việt Nam thì cộng đồng quốc tế sẽ phản kháng lại chúng. Các cường quốc khác sẽ bảo vệ Việt Nam vì chính nghĩa cũng như quyền lợi của họ. Những hành vi sai trái của Trung Quốc trên Biển Đông đã nói rằng chính Bắc Kinh đã làm mất đi uy tín về đất nước Trung Quốc trong mắt thế giới. Trong khi đó, họ luôn luôn miệng đề cao mối quan hệ, cư xử hài hòa, thì những hành động của họ lại tố cáo ngược lại. Hay nói theo cách khác, thế giới đã biết rằng Trung Quốc là người nói một đằng, làm một nẻo. Và lý do thứ ba là Trung Quốc không dám đụng với Việt Nam, đó chính là sức mạnh địa chính trị. Nước ta ở một vị trí vô cùng quan trọng, nếu nước nào chiếm được Việt Nam, coi như chiếm được Đông Nam Á, mặt khác còn thâu tóm được Biển Đông. Về kinh tế, Việt Nam nằm trên ngã tư đường hàng hải, về hàng hải quốc tế quan trọng với nhiều cảng biển như Cái Lân, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn và các sân bay quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, cùng với các tuyến đường bộ, đường sắt xuyên Á, đường biển, đường hàng không nối liền ta với các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á và thế giới, tạo điều kiện cho nước ta giao lưu thuận lợi với các nước. Hơn thế nữa, nước ta còn là cửa ngõ mở lối ra biển thuận lợi cho nước Lào, các khu vực Đông Bắc Thái Lan và Campuchia, Tây Nam Trung Quốc. Nên một khi ai cố giành lấy Việt Nam thì từ bản thân vốn tự có của mình đã tạo nên một lực lượng chống lại quân thù. Thứ tư là sức mạnh chính nghĩa. Người Việt Nam có câu, lấy nhu thắng cương, lấy chính nghĩa thắng hung tàn. Với niềm tin đó cộng với truyền thống, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, thì Việt Nam trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Số phận lịch sử đã đặt nước ta ở vị thế địa chính trị đặc biệt, nằm cạnh ngay ông bạn láng giềng to lớn đầy tham vọng và án ngữ con đường giao thương quan trọng bậc nhất thế giới. Ta nên hiểu vì sao một đất nước nhỏ bé trong suốt chiều dài lịch sử của mình đã phải tiến hành hàng chục cuộc chiến tranh giữ nước, hàng chục cuộc khởi nghĩa để chống lại mưu đồ xâm lược và ách thống trị của ngoại bang.
có thời kỳ dài đất nước chìm trong đau thương tủi nhục, hơn 1.000 năm nô lệ giặc Tàu, hơn 100 năm thống trị của thực dân đế quốc. Có những lúc đất nước phải đương đầu với cuộc xâm lăng của kẻ thù hùng mạnh gấp nhiều lần như quân Nam Hán, quân Tống, quân Nguyên Mông, quân Minh, quân Thanh, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Từ nô lệ đau thương, nhân dân ta đã vùng dậy, giành lấy quyền sống, quyền độc lập cho dân tộc, cho đất nước mình. Trước kẻ thù hung bạo, nhân dân ta kiên cường chống trả, đánh đuổi, quét sạch chúng ra khỏi bờ cõi, gìn giữ vẹn toàn đất nước. Một dân tộc nhỏ bé đã làm nên biết bao nhiêu kỳ tích trong lịch sử giữ nước của mình. Những Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa, Điện Biên Phủ mãi mãi là bài ca bất hủ của một dân tộc chưa bao giờ biết cúi đầu trước cường quyền, bạo lực. Điều gì đã giúp cha ông ta làm nên những kỳ tích ấy? Câu trả lời đã có từ thuở xa xưa. Trong Bình Ngô Đại Cáo, anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi viết: đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí nhân để thay cường bạo. Đó có lẽ là câu trả lời đúng nhất, sâu sắc nhất, ý nghĩa nhất về sức mạnh và cũng là nguyên nhân mọi thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giữ nước hàng ngàn năm nay. Và thứ năm là sức mạnh từ luật pháp quốc tế. Như chúng ta đã biết, luật pháp quốc tế đang đứng về phía Việt Nam. Nếu Trung Quốc cứ làm quá sẽ dẫn đến cảnh tức nước vỡ bờ, thì khi ấy công lý quốc tế sẽ bảo vệ chúng ta. Trật tự quốc tế phải dựa trên luật lệ. Về lý thuyết, mục tiêu lý tưởng của trật tự quốc tế dựa trên luật là nhằm bảo đảm ở mức độ cao nhất rằng các quốc gia trên thế giới cùng được hưởng hòa bình và thịnh vượng. Lý tưởng đó được cho là không xuất phát từ chủ nghĩa lạc quan mà chính từ những trải nghiệm thực tiễn đau thương của thế giới như hai cuộc chiến tranh thế giới, nạn đại hồng thủy, nạn đói và dịch bệnh, thể hiện mong muốn về một loại hàng hóa công phục vụ lợi ích chung, vận hành quan hệ giữa các quốc gia theo hướng giúp lại an ninh, ổn định và thịnh vượng cho tất cả, bất kể là lớn, nhỏ, giàu, nghèo. Minh chứng cho điều này đó là về vấn đề Biển Đông giữa các nước Đông Nam Á, trong đó có vấn đề tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc luôn từ chối những phán quyết của trọng tài quốc tế, nhưng việc Việt Nam đưa ra vấn đề này ra tòa án quốc tế mà không trực tiếp đụng độ với Trung Quốc trên Biển Đông là một lợi thế cho Việt Nam. Bởi khi Việt Nam quay phim lại những lần Trung Quốc cố tình bành trướng tấn công tàu cá Việt Nam trên Biển Đông, khi được đưa ra tòa án và công luận quốc tế, khiến cả thế giới thấy được bộ mặt thật của Trung Quốc. Nên dù Trung Quốc có tham vọng bành trướng trên biển, nhưng luôn bị cả thế giới bác bỏ điều đó. Và đặc biệt, khi đụng chạm tới lợi ích một số nước lớn như Mỹ trên Biển Đông, thì chắc chắn Trung Quốc sẽ khó mà bành trướng theo mong muốn được. Và điều cuối cùng mà quan trọng nhất khiến cho Trung Quốc không dám đụng đến Việt Nam, đó là tiềm lực nội tại của Việt Nam. Như trên trang Silu của Trung Quốc có bài viết nói về mối đe dọa đáng sợ của Việt Nam còn tồi tệ hơn sự đe dọa của Hoa Kỳ. Xin trích dẫn và phân tích bài viết này để hiểu rõ hơn vì sao Trung Quốc lại dè chừng Việt Nam ta. Bài viết như thế này: con người trên mảnh đất Việt Nam này không chỉ cần cù mà còn kiên cường. Hiện có hơn 30 triệu thanh niên, trong khi đó dân số Trung Quốc đang già đi thì dân số Việt Nam lại tương đối trẻ. Việt Nam đã duy trì được lợi thế này và tăng cường sức cạnh tranh lực lượng lao động. Đồng thời dân số trẻ dồi dào, thêm bản lĩnh dân tộc vững vàng, bảo vệ sự cạnh tranh trong ngành sản xuất, chắc chắn sẽ thúc đẩy tham vọng của Việt Nam đi xa hơn. Nói về các nước trên Biển Đông, xin khẳng định Việt Nam hung hăng nhất. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đang tập trung tầm nhìn hàng ngàn dặm của mình hướng về Biển Đông. Một trong những mối đe dọa ẩn mình chờ thời cơ chính là Việt Nam. Và bài viết còn nhấn mạnh thêm, trong số các quốc gia láng giềng có sự cạnh tranh chủ quyền lãnh thổ trên biển, Việt Nam có những kế sách và xảo quyệt nhất trên Biển Đông. Sau đó Việt Nam tuyên bố chủ quyền hoàn toàn đối với toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cho đến nay, Việt Nam được lợi hơn Philippines rất nhiều. Khi chiếm được bể dầu khí cá voi xanh ở quần đảo Trường Sa, Việt Nam đã liên tiếp kiểm soát 29 đảo và bãi đá ngầm, số lượng lớn nhất bao phủ gần như toàn bộ Biển Đông, và hình thành đối trọng với các đảo và bãi đá ngầm do các nước ASEAN khác chiếm giữ. Ngoài ra, Việt Nam có diện tích biển xung quanh các đảo và rặng san hô lớn nhất lên tới hơn 1 triệu km2. Thử hỏi, nếu Việt Nam làm chủ được Biển Đông, nơi chiếm 1/3 lượng hàng hóa vận chuyển của thế giới, thì kinh tế Trung Quốc sẽ thế nào? Và Việt Nam là nước tuy chiếm nhiều lợi ích nhưng lại không phải là mục tiêu tấn công chính của Trung Quốc. Chính Philippines đã trở thành vật tế thần. Vì vậy, người Việt Nam thông minh, lanh lợi, ngoài khả năng chinh chiến, đây là đối thủ khủng khiếp nhất đối với Trung Quốc. Mỹ luôn được coi là quốc gia là đối thủ lớn nhất của Trung Quốc.
Nhật Bản cũng là con sói quân sự toàn cảnh giác của Trung Quốc. Và Việt Nam đang âm thầm sói mòn chỗ đứng của người Trung Quốc. Có thể hình dung ra rằng Việt Nam với dân số gần 100 triệu người, một dân tộc duy nhất kiên trì dẻo dai, đoàn kết đi trước đón đầu mưu trí khôn ngoan và sản xuất phát triển có cùng giá trị xã hội và lợi ích kinh tế như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines. Hoa Kỳ ở xa, Nhật Bản già, Philippines trẻ và Việt Nam là quốc gia duy nhất có sức mạnh không thể kiểm soát và khó lường. Kể từ năm 2008, ngành công nghiệp giày ở Đông Nam Á đã giành được gần 40% đơn hàng gia công, ngoại thương từ Trung Quốc. Cơ cấu sản xuất của thế giới đang chuyển dịch từ Trung Quốc sang Đông Nam Á và Việt Nam đang được hưởng lợi nhiều nhất. Nền tảng của gần 40 năm cải cách và mở cửa của Trung Quốc, niềm tự hào Make in China, tức là sản xuất Trung Quốc đang dần phai mờ. Bây giờ, Make in Việt Nam đang nuốt chửng Make in China và bây giờ là Make in Việt Nam đang thay thế Make in China. Năm 2016, Việt Nam có dân số gần 100 triệu người, lao động cần cù và diện tích đất không quá rộng như Trung Quốc, nhưng lại giáp biển và chuyển hàng hóa thuận lợi, khiến Việt Nam trở thành lựa chọn hàng đầu để những người này thoát khỏi ngành sản xuất. Hơn nữa, Việt Nam trở thành kẻ được lợi nhất khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương được ký kết, là hiệp định thương mại lớn nhất trong lịch sử, bao gồm khoảng 40% nền kinh tế thế giới. Việt Nam sẽ trở thành nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới vào năm 2050. Khác với Nhật Bản đang dần già hóa và chậm chạp, khác với Philippines tuyệt vọng và trông chờ vào đồng minh là người Mỹ, nhưng Mỹ cũng đâu có mặn mà lắm. Việt Nam có bản lĩnh dân tộc cứng rắn và đầy tham vọng. Và bài báo còn nói thêm, Trung Quốc cũng đang lo lắng rằng hệ thống chính trị Việt Nam đã đi trước Trung Quốc. Hiện nay do tác động của toàn cầu hóa, Việt Nam đã tiếp thu các khái niệm phương Tây như bầu cử công bằng và nhà nước pháp lý để thiết lập hệ thống nhà nước xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Cơ cấu quyền lực của giới lãnh đạo Việt Nam tương đối chắc. Trong quá trình phát triển đã hình thành cơ cấu quyền lực của tứ trụ, tức là bốn thiết chế quyền lực tối cao là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội được kiểm tra và cân đối lẫn nhau. Sự đổi mới của Việt Nam trong lĩnh vực này đã tiến nhanh hơn và đi xa hơn so với Trung Quốc, mở đường cho sự phát triển trong tương lai, đồng thời làm cho tư tưởng của họ gần gũi hơn với Hoa Kỳ. Đó là lý do tại sao hai nước đã trở nên gần gũi hơn trong những năm gần đây. Thứ nhất, một khi Mỹ và Việt Nam giao lưu nhiều hơn, họ sẽ ngày càng rời xa Trung Quốc. Và nên nhớ, chỉ có bốn nước theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam và Trung Quốc đang bị Mỹ chia cắt. Qua bài viết trên trang báo Silu của Trung Quốc, chúng ta hiểu được hơn những gì mà Trung Quốc đang lo ngại về Việt Nam và thêm những minh chứng rõ nét vì sao Trung Quốc dè chừng Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, thời gian sẽ trả lời cho tất cả liệu Việt Nam sẽ làm được gì khi mà Trung Quốc to lớn đang nhăm nhe muốn nuốt chửng chúng ta trên Biển Đông. Trải qua bao đời đối phó với những giặc tàu xâm lược, ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm dựa trên xương máu những người đã ngã xuống. Vậy nên, để biết chúng ta làm được gì khiến Trung Quốc sợ từ ngàn đời xưa cho đến mai sau, còn dựa vào sự đồng lòng, chung sức bảo vệ đất nước, xây dựng một tương lai đất nước ngày một giàu đẹp hơn, tất cả đều nhờ vào thế hệ trẻ ngày nay và thế hệ mai sau. Còn quý vị nghĩ sao về video số này? Xin để lại dưới bình luận, nhớ đăng ký kênh và theo dõi kênh hàng ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!